Harry Won đọc câu hỏi chậm như rùa trong game show Yêu cầu phải nhanh như chớp, Lê Giang nổi điên. Với giọng nói ngọng líu lo và chậm như rùa, Harry Won khiến người chơi toát mồ hôi hột khi nghe cô đọc câu hỏi đáng lẽ phải thật nhanh. Mới đây trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc Harry Won làm MC cho chương trình Nhanh Như Chớp. Thế nhưng, thay bằng clip hài hước lầy lội thường thấy của nữ ca sĩ là giọng dẫn chương trình ngọng líu lớ. Cùng Trường Giang thay phiên nhau dẫn dắt show Nhanh Như Chớp, Harry Won khiến người nghe căng não khi nghe cô đọc nội dung câu hỏi. Theo đó, ở phần thi nhanh của Dí Thiện và Lê Giang, bất chấp phần chơi đang tính thời gian ngược, người đẹp gốc Hàn với giọng chậm rãi cứ từ từ đọc câu hỏi khiến khách mời cùng khán giả tại trường quay ai nấy đều toát mồ hôi hột. Ở nhiều câu hỏi, nhờ cách đọc của Harry Won mà người chơi chịu chết vì không hiểu cô đang nói gì. Để giúp người chơi không mất thời gian đang từng giây trôi qua, MC Trường Giang đành phải đọc lại câu hỏi ấy lần nữa. Đoạn clip về khả năng dẫn chương trình của Harry Won lập tức thu hút sự chú ý. Nhiều người đặt câu hỏi tại sao nhà đài là quyết định giao vai trò host cho một game show phát trên sóng quốc gia cho một người chưa sỏi tiếng Việt đảm nhận. Trước đó, Harry Won từng bị chê thảm họa khi lên sóng Việt Nam Got Talent với vai trò là khách mời bà xã Trấn Thành gửi đến chương trình ca khúc Sài Gòn Đẹp Lắm của nhạc sĩ Y Vân. Kết thúc chương trình, hàng loạt khán giả bày tỏ sự thất vọng với nữ ca sĩ xứ Hàn. Theo đó, phần trình diễn của Harry Won phát âm không rõ lời, giọng hát nông choàng choẹt khiến tinh thần của bài hát bị giảm sút. Không những thế, có đôi chỗ vì quá tập trung cho phần nhảy, Harry Won còn hát sai, bị người nghe đánh giá thiếu chuyên nghiệp. Tiết mục của Harry Won được cho là đã chuẩn bị một cách hời hợt, thiếu chỉnh chu và không xứng đáng được góp mặt trong show truyền hình phát sóng trên quốc gia. Harry Won từng bị ném đá vì bài hát không rõ lời, thiếu chuyên nghiệp trên sóng truyền hình quốc gia. Đây là lý do cưới hơn một năm, Trấn Thành vẫn không gọi mẹ Harry là mẹ, tiết lộ sự thật về quan hệ trong nhà. Dành nhiều lời khen cho Hương Giang, nhưng Trấn Thành và Harry Won đều cười té ghế với màn giả gái của Trường Giang. Manbird khi đàn ông mang bầu 2018 là show thực tế trải nghiệm đầu tiên mà Trấn Thành Harry Won tham gia, với vai trò người chơi chứ không diễn xuất hay ca hát. Có không ít câu chuyện vui nhộn xoay quanh đời sống của đôi vợ chồng son, lần đầu được tiết lộ như việc Trấn Thành không gọi mẹ Harry là mẹ vợ, hay chuyện cả gia đình Asin hay quay lén nhau để cả nhà cùng vui. Trấn Thành cho biết anh luôn gọi mẹ Harry Won là Sophie Nuna, chị Sophie, vì mẹ Harry rất hài hước và thường xuyên chặt chém con rể. Asin còn hùng hồn khẳng định Trấn Thành chặt chém người ta ra sao thì cổ chặt chém tôi như vậy. Trên đời này chỉ có một mình mẹ vợ tôi chặt được tôi thôi. Anh chàng còn kể lại câu chuyện xoắn não diễn ra trong hai bên gia đình, khiến anh tin chắc mẹ Harry Won thực sự yêu thương mình. Vợ em hay quay lén những hành động kỳ quặc của em ở nhà, gửi cho má vợ em coi, má vợ em coi ngồi cười. Em vợ lại quay lén má vợ gửi cho vợ em, vợ lại cho em coi, vậy đó gia đình này vui lắm. Hai bà mẹ trong gia đình Việt Hàn được dịp hội ngộ trong Manbird. Trấn Thành không giấu được sự tò mò rằng chị mẹ vợ nghĩ về mình ra sao. Trong tập 1, hình ảnh tóc vàng hoe, áo hồng hay váy xanh lại thêm nốt ruồi đậm đà của Trường Giang, lại khiến Harry Won cười như được mùa. Tuy đã khéo léo khen ngợi Trường Giang là người hài hước nhất trong số 63 bầu ngôi sao, nhưng cô nàng vẫn bị ông xã bắt bài. Đây chính là cảm xúc miệt thị của Lê Lộc khi thấy anh có bầu, biểu cảm đã nói lên tất cả. Về phần mình, Trấn Thành thẳng thắn chê bai ngoại hình của Mười Khó. Tôi nghĩ Trường Giang không nên có bầu, đây là bà bầu xấu nhất Việt Nam. Tôi nổi hết cả da gà. Harry Won bật cười khi nhớ lại tạo hình giả gái của Trường Giang. Cận cảnh hình ảnh bà bầu Trường Giang khiến Trấn Thành nổi da gà. Hai thành viên của gia đình Việt Hàn cũng nhất trí rằng Hương Giang vẫn xinh xắn, chuẩn phơm, dù phải ca múa với chiếc bụng bầu. Nếu Harry Won không muốn nói tới vì mình không đẹp bằng hoa hậu, thì Trấn Thành lại cho rằng khi đàn ông mang bầu quá phù hợp với Hương Giang. Bên cạnh độ đẹp đồng đều thì hai thành viên của gia đình kỳ vĩ cũng khiến Harry Won thích thú vì độ hiền lành không chiêu trò, lém lỉnh như Trường Giang, Hương Giang. Tuy vậy, Trấn Thành vẫn không quên nhắc nhở bà xã, em chỉ nhìn những gì trước mắt chứ em đâu có nhìn thấy độ đồng lòng của họ. Hứa Vĩ Văn có thể thật thà chứ kỳ duyên có cái duyên kỳ lắm. Em để ý đi, cô bé thông minh và rất chịu chơi, đụng cái gì cũng chơi hết mình. Hai thành viên của gia đình Việt Hàn xinh xắn cả đôi trong tạo hình bà bầu. Theo Trấn Thành, Hứa Vĩ Văn có thể hiền lành, nhưng Kỳ Duyên cũng là một cô nàng lắm chiêu đáng đề phòng.
Nam em bất chấp diện lại váy nhà Phương mặc, lúc được Trường Giang cầu hôn, kèm lời thách thức. Nam em mặc giống hệt trang phục mà nhà Phương mặc vào đêm trao giải Mai Vàng 2017, cũng chính là đêm mà nhà Phương được Trường Giang cầu hôn trên sóng truyền hình trực tiếp. Sau khi scandal tình cảm tay ba, nam em Trường Giang nhà Phương lắng xuống, thì mỗi người đã trở lại guồng việc của mình. Nam em liên tục ra MV ca khúc cũng như tung những hình ảnh. Nhã Phương tỏ ra không bị ảnh hưởng khi vẫn vui vẻ làm việc, đi chơi cùng bạn bè, trong khi đó Trường Giang vẫn chạy xô bình thường. Điều đáng nói, dù quay lại cuộc sống bình thường, nhưng nam em thường xuyên đăng những trạng thái mỉa mai hay luôn nhắc đến Trường Giang. Mới đây trên trang Instagram của nam em lại cho đăng một bức ảnh khá xinh đẹp cùng với dòng trạng thái "Phỏ tắc em, đừng trách em, thâm cung bí sử". Ngay sau khi thấy hình ảnh của nam em trên Instagram, nhiều cư dân mạng lại nhận ra rằng chiếc váy mà người đẹp Tiền Giang mặc lại giống hệt chiếc váy Nhã Phương mặc tại lễ trao giải Mai Vàng 2017. Cũng chính là đêm mà Trường Giang cầu hôn Nhã Phương trên sóng truyền hình trực tiếp. Hơn thế nữa, giọng viết của nam em khá thách thức, không hiểu cô nàng đang nhắm tới ai. Dòng thách thức mỉa mai của nam em. Cư dân mạng lại bắt gặp phụ kiện mà nam em cài trên đầu cũng là loài hoa cẩm chướng cô thích tặng sinh nhật cho Trường Giang đợt vừa rồi. Chiếc váy nam em mặc đúng là chiếc váy mà Nhã Phương đại diện vào đêm được cầu hôn tại lễ trao giải Mai Vàng 2017. Với thân hình mảnh mai, Nhã Phương mặc chiếc váy này rất đẹp và tôn dáng. Cả nam em lẫn Nhã Phương mặc đều đẹp và rạng ngời như nhau. Thánh chữ Duy Mạnh phát ngôn sốc về Trinh Tiết trong showbiz. Còn Trinh thì không đứa nào thèm chơi, mắng Lê Minh Sơn tâm thần. Trong khi cụ người mẫu Trang Trần nói chẳng có ai còn Trinh khi vào showbiz đâu, Duy Mạnh tuyên bố vào showbiz mà nói còn Trinh thì không đứa nào thèm đụng. Sau phát ngôn, phủ mông như cách chào hỏi trong showbiz của Phạm Anh Khoa, dư luận ngỡ ngàng với câu nói của cụ người mẫu Trang Trần chẳng có ai còn Trinh khi vào showbiz đâu. Phụ nữ gạ tình hay xàm sợ sẽ rất bực, nhưng nếu là người thẳng thắn thì nói rõ luôn. Tưởng hiếp dâm mà dễ à, xin lỗi cái showbiz này thối lắm. Không có ai hiền và cũng chẳng có ai còn Trinh khi vào showbiz đâu, Trang Trần bày tỏ. Theo lời Trang Trần, những người mà khán giả vẫn gọi là nghệ sĩ thường có cách sống phóng khoáng, cởi mở hơn so với các quy chuẩn nguyên tắc chung của xã hội. Thế nhưng, Hoa hậu Hennie không đồng tình với phát ngôn của Trang Trần khi bình luận vừa ngô nghê nhưng dễ thương. Dưới bài đăng về câu nói gây bạo của Trang Trần, Hennie bình luận ngắn gọn: "Vậy em chưa vào showbiz nè". Qua đó, người đẹp AD đang nhằm gửi đi thông điệp mình vẫn còn chinh trắng. Phản ứng trước phát ngôn của Trang Trần, nữ ca sĩ Miko Lan Trinh đăng status gửi đàn chị: "Chị Trang Trần, em tuyên bố với chị luôn là em hoàn toàn còn Trinh khi vào showbiz chị nhé. Ngây thơ đến mãi nửa thập kỷ chị à. Em chắc chắn có nhiều bạn nữ dù đã trưởng thành nhưng vẫn khó lòng bảo vệ được mình vì nhiều lý do. Vì những lý do đó mà họ cũng không dám lên tiếng về sau. Không phải ai cũng được mạnh mẽ như chị. Có rất nhiều cô gái bề ngoài nhìn cứng rắn nhưng thần kinh có thể không được thép, có thể bị điều khiển, bị đe dọa, bị trấn áp". Khi có fan hỏi về vấn đề nhạy cảm này, ca sĩ Duy Mạnh bừng luận sốc chẳng kém Trang Trần: "Vào showbiz mà nói còn Trinh thì không đứa nào thèm đụng. Hoặc nếu còn thì thế nào cũng bị bọn nó suối, bán cho mấy chàng đại gia lắm tiền. Lý do vì môi trường showbiz dành cho tiền bạc và danh vọng, chứ không phải nơi dành cho tình yêu và hạnh phúc". Duy Mạnh tuyên bố vào showbiz mà còn Trinh thì không đứa nào thèm đụng, hoặc sẽ bị gà bán cho đại gia. Trong bài phỏng vấn mới đây, nhạc sĩ Lê Minh Sơn gây tranh cãi khi nhận định những từ ngữ tầm thường như "anh yêu em", "ngất ngay", "đắm say", "con tim hao gầy" được viết ra từ những con người tầm thường. Không chỉ đích danh ai, nhưng phát ngôn của huấn luyện viên Sinh Mai Son đã đụng chạm đến không ít nhạc sĩ trẻ và trở thành đề tài tranh luận trên các diễn đàn mạng xã hội. Trước câu hỏi của fan rằng Lê Minh Sơn bảo nhạc sĩ mà viết câu "anh yêu em" là tầm thường, anh có suy nghĩ gì vì anh cũng là nhạc sĩ nhiều bài hit, Duy Mạnh không ngại trả lời: "Thằng đấy bị tâm thần, chấp với nó làm gì". Duy Mạnh mắng Lê Minh Sơn bị tâm thần. Cả thế giới ra mà xem, Hồ Ngọc Hà khoe cả ảnh Kim Lý trong phòng tắm luôn này. Vừa đăng ảnh của Kim Lý được vài phút thì Hồ Ngọc Hà cũng đã vội vã xóa đi khoảnh khắc này. Mới đây trên Instagram, Hồ Ngọc Hà đã khiến khán giả hết sức ngỡ ngàng
khi chính cô đăng tải hình ảnh của nam diễn viên Kim Lý. Có thể nói, đây là bức ảnh cận cảnh đầu tiên về anh mà cô chia sẻ công khai với mọi người. Tuy nhiên, điểm thu hút ở đây chính là khoảnh khắc gần như trọn vẹn thân hình của anh. Với cơ bắp cuồn cuộn sáu múi, Kim Lý dường như đốt mắt bao ánh nhìn. Hồ Ngọc Hà đăng tải bức ảnh Kim Lý đang trong phòng tắm, anh còn tạo dáng chụp ảnh khi đang cạo râu. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng vội xóa khung hình này, nhiều người cho rằng cô đã vô tình đăng nhầm ảnh. Ngay sau đó, Kim Lý đăng bức ảnh giống hệt vào Good Morning Texas. Điều này đồng nghĩa với việc anh đang tháp tùng Hà Hồ trong chuyến công tác tại Mỹ. Thời gian này, người đẹp đáp chuyến bay đến khắp các nước để phục vụ khán giả cũng như phát triển công việc kinh doanh. Dẫu vậy, khi đi đến đâu cô cũng có người yêu bên cạnh, Kim Lý dường như trở thành một vệ sĩ trung thành của Hà Hồ. Cả hai luôn làm mọi người xuýt xoa vì sự hạnh phúc của họ được toát lên từ ánh mắt và nụ cười. Sự thân thiết giữa Hồ Ngọc Hà và Kim Lý được truyền thông khán giả ngày càng quan tâm. Sau khi ra mắt MV Cả Một Trời Thương Nhớ, Hồ Ngọc Hà vướng tin đồn phim giả tình thật với nam diễn viên Kim Lý khi cả hai thể hiện những cánh khóa môi quá nồng nhiệt. Hiện tại, khán giả rất mong cặp đôi này sẽ sớm về chung nhà trong thời gian sắp tới.